À, đổ đi. Bạn nào bạn bạn trên nào bạn bạn trên gian bạn đổ mất bay hết rồi luôn trong quá. Wow, có cái hộp gì mới này các bạn ơi, còn rung rung nữa chứ, chả thấy người đằng sau hay là có cáo nhỉ, phải không, sợ lắm, ngày càng rung mạnh hơn. Wow. Xin chào tất cả các bạn. À, hai bác con đi ra các bạn nhỏ nhá. Hôm nay mình có một hai bộ đồ chơi mới mới với chị đi các bạn. Đó là mày muốn chơi gì đây? What here? À, what here? Rồi lấy cho bạn xem nào. Hai bộ đấy. Wow. Pen. Hai bộ của chúng ta đây. Ok, mình sẽ bóc toàn bộ ra nha. Vàng này. Có những cái chi tiết đằng trong. Cái này cũng thế. Đây. Lắp thử con đại đi. Ngồi xuống. À, ngồi xuống. Đấy. Cái bàn xoay thật to. 8 cái que trong một cái mũ. Đấy, các bạn nhìn đây. Cái thần đại lên đây. Một cái mũ thật là kỳ lạ. Và chúng ta đã xong hai cái mũ. Bây giờ mà các bạn xem hai bà con cùng chơi nhá. À. Xem được bất ngờ xảy ra xem có vui không nào. Hai bà con sẽ chơi trò này xem ai thắng nhá. Mấy chị chúng ta sẽ đổ nước. Ủa mấy giây này ba đeo có vừa không? Có chứ, nó có thể giảm đâu mà ba. Đó. À, hai các bạn đây. Hắn lại cứ giống. Ố. Hắn lại thẳng lên đầu á. Lắp đang bán lại rồi. À, rất là hay. Xem ai sẽ người sẽ bị ướt nha. Chúng ta sẽ chơi mấy ván nhỉ? Chúng ta sẽ chơi 3 ván. Các bạn nhìn này, quay này. Rồi bắt đầu đổ nước nào. Các bạn xem này, đây là con nước nha. Rồi. Rồi các bạn ơi. Ông đợi đầu đấy chứ. Ui, con sẽ ấn đổ con đầu lắm rồi ạ. Ai hôm nay sẽ là người thua trước. Thôi bà xác nha. Đây là xác đầu tiên. Rồi. Bây giờ ta sẽ quay. Để ra trước mặt ta đi nè. Ta sẽ quay các bạn nhìn nè. Bắt đầu nào. Tiền quay trước đi. À được ai quay trước nào. 2, 3 nè. 3. Rồi, 3 thua. Thua phải quay trước, còn quay trước. Ai thua được quay sau nhá. Con số 1 lần đến lượt 3. Cái này cái gì? Quay lại. Ba có một lần. Rồi. Rút, hiện rút trước. Bắt đầu đi. Wow, hoài trời ghê. Mày như cách nào ta? Không cần phải sai không ạ? Oh. Wow, nước màu vàng. Đang đổ màu trắng mà nó màu vàng các bạn này. Nước màu vàng này. Wow, mà nước lại ngọt lắm. Rất là ngon. Ồ, thật là đen. À, các bác nhìn này. Mình đã bị thua. Rồi. Sao nước lại ra màu vàng các bạn có biết không? Nó giống như mật đấy. Rồi. À. Ba. Hết. Ta làm trước, đi lên. Đưa lên này cho bạn thấy. Yeah, phải quay này. Ô. Hai là phải mày xoay rút. Một vòng. Mình phải rút hai cây. Hai cây và xoay một vòng. Rút và quay một vòng. Rồi. Con.
Quay lại. Yeah, rồi, rút một lần. Rồi. Bây giờ mình sẽ rút là đầu tiên các bạn ơi. Và quay một vòng đi. Chiu. Chiu. Rồi. Và rút lần đi. À may mắn được chảy nước nha. Ôi trời sợ lắm đây. Oh yeah. Rút mấy cây nha? Hai cây. Hai cây. À. Xin cây nữa nào. Cây nữa nha. Oh yeah, không bị chảy rồi, rồi nó thiền đi. Cúi xuống. Cúi thẳng lên mà. Chảy chưa? À. Tiếp tục lần 2. Lần 3. Lần 3 nè. Lần 3 ăn cho chị. À. 3. Chết. Mình xoay trước. Ô, oh, bắn một màu đỏ 2 lần. Thiền đi. Một lần và quay một vòng. Phải quay một vòng. Rồi, 3 quay trước. Một lần. 2 vòng. Giờ mình rút các bạn nha. Rút 2 cái rồi. Hy vọng là đừng có bị. Oh, may mắn quá, hay quá. Rút mò mò thôi các bạn, đi ăn may thôi. Oh, rút 4 cây rồi mà chưa việc gì. Là phiền rút 1 cây. Mình quay đi. Ba phải rút 5 cây tại ba bỏ khô hết. Rồi, rút đi. Mày mà chơi vỡ này. Ô này nước ngọt đó. Ba uống luôn. Các bạn thấy nước rốt màu trắng mà chạy ra màu vàng này. Chả biết nước gì đây, tí nữa bí mật các bạn đoán xem màu nước gì nha. Rồi. Như vậy là tỷ số 1 đều nha. Bắn cuối quá thì là đổ các bạn ạ. Bây giờ các bạn sẽ chơi lần 3. Thì bây giờ tỷ số là mấy rồi? Một đều. Một đều các bạn ơi, bây giờ lần thứ 3 xem ai thắng nha. Đợt nào. Các bạn đoán xem nước răng rót bây giờ nó ra nước màu gì nha. Eo ướt hết đầu con rồi. Rồi, đợt bây giờ tắm. Bây giờ quay nào, ai đừng thắng được quay trước. Ô, 2, 3. À rồi, thanh nhiên quay trước, để riêng các bạn thấy này. Rồi, quay đi. Không, quay lại. Quay lại. Nghĩa với các bạn chứ. Mấy? Một lần. Yes. Mấy lần? Hai lần. Mình phải 2 lần với màu đỏ các bạn ạ. Sao một cái ngày quay toàn xương xéo cho ba thế nhỉ. Rồi, anh nhìn quay trước đi. Một lần, rút bắt đầu. Chạy đi. À, yes, mà giờ chạy. Rồi đến 3. Rồi. À, bây giờ rút nè. May mắn là nó chạy chứ. Ô không. Thế rồi mình thua rồi, nước màu gì đây? Nước màu. À ngọt quá. Ngọt quá bạn thấy bí mật đấy. Nước màu đen. Nước màu đen, nãy màu vàng màu đen. À. Các bạn biết màu gì không? À. Còn cay cay nữa chứ. Đây. Nó cay mát vào rồi. Cay mát. Tí về tao cho sướng đời. Màu gì mà lại quay. Như vậy là hôm nay bà con chưa được ai thắng nha. Ê chứ. Thanh Nhiền thắng đúng không? Còn thắng. Các bạn chơi. Biết cái nước màu vàng này, nước chảy màu vàng màu đen là nước gì không? Bật là nước đỏ. Và hôm nay bạn Huyền đã thắng. Bạn Huyền thắng hôm nay, bạn ra bạn Huyền 2 chai nước ngọt luôn. Yes. Có không đổ nhỉ? Này đây còn nước nhá, có đổ đấy. Rồi. Con uống. Rồi từ từ chào các bạn. Nhưng mà là hai con trò chơi gì nhỉ? Quét here. Chơi quét here. À, các bạn ở video mới nhá. Các bạn ở video. Các bạn này làm gì nhỉ? Các bạn hãy